các bạn, đây là bộ màu thuốc nha. Đây là hộp bút màu thuốc tô màu. Màu này tô màu đẹp lắm luôn nha. Đây. Màu này đẹp lắm. Đó. Này, để mình mở ra cho các bạn xem. Đây, mình mua bộ 80 màu nha. Các bạn mua một bộ 60 màu, 80 màu cũng được, người ta có. Đây, đây bộ màu thuốc đây. Đây, người ta có màu dao nha các bạn. Nên mình lấy màu dao cho các bạn xem. Đây màu da, thấy không giống màu da mà không giống, không giống nhưng mà tô, tô là một nó thấm vào là y chang màu da luôn. Đây chính là đấy 80 màu. Cái này người ta còn tặng thêm cái bút trắng nữa nha. Đây mình lấy cái bút trắng này bạn xem. Đây, cái bút trắng với cái bút đen. Đây. Bút trắng này. Và cái bút đen này. À. Cái bút đen. Đen là có hai đầu luôn nha các bạn. Đầu này là đầu to, còn đây là đầu nhỏ. Cái này chỉ có đầu. Này, cái bọc bộ này thì tô màu đẹp lắm. Đây để mình cho bức tranh mẫu mình vẽ, mình tô mình vẽ hơi xấu á, tô màu mình còn xóa bút xóa nha các bạn không. Đây. Này đó, màu tô lên vậy này, nó đẹp quá, tô lên vậy nha. Màu này ướt nha, màu này nó cũng ướt, màu ai tô nó cũng ướt, màu lông này nó ướt nha các bạn. Còn cái bút trắng này có tác dụng gì? Nó có tác dụng là chấm này, chấm cái này này, chấm mấy cái này, chấm mấy rất là đồ lên mấy cái bóng á, là ví dụ mấy cái có sáng nó chiếu vào thì nó bóng láng, thì lấy cái bút trắng này đồ lên. Đó là ok. Rồi. Rồi tô được lắm.